Hello tất cả anh em nha và chào mừng anh quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây và chào mừng anh quay trở lại với cái series mà Bilsugi chơi đó cho chân lý mùa năm anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình xin được phép gửi cho tất cả anh em một cái thử thách mà rất là nhiều anh em đặt ra cho mình nha. Đó chính là làm UD by sao kết hợp với cái blue hắc ám này với lại là một cái khăn giải thuật hắc ám này nè. Tại vì cái thử thách này anh em đưa ra cho mình cũng khá là lâu rồi, nhưng mà hôm nay anh em đồ nó mới gọi là chuẩn một tí nè, phải gọi là ra đồ chuẩn cực kỳ sớm luôn á, khi mà mới ra 3.2 anh em ơi, ra full đồ luôn rồi. Còn cái món cuối cùng thì tùy anh em thôi, nhưng mà chắc là mình sẽ cố gắng mình lắp một cái món đồ phép hoặc là cộng thêm sức mạnh gì đó cho nó mạnh nha. Ok, nếu như mà anh em muốn làm gì á thì cứ bình luận ở phía dưới, hoặc là anh em có thể inbox trực tiếp thẳng qua Facebook của mình để cho mình đọc rõ hơn, với lại là biết cái cách mà xếp đội hình với lại là cách chơi beta nó như thế nào nha. Từ đầu game đến giờ đây mà cuối cùng cũng xuất hiện được một con UD rồi. Thật sự là đồ ra khá là chuẩn, nhưng mà tướng thì là không có. Nhưng mà anh em đừng lo, riêng với con UD này muốn lên 3 star phải gọi là như dễ cho chở bàn tay luôn anh em à. Mình chỉ cần kết hợp với long tộc, ấp những cái quả trứng gọi là cùi nhất có thể, như là trứng cấp 1, cấp 2, cấp 3 các kiểu á, thì kiểu nào anh em ơi, không cần roll nha, mình nghĩ là chắc chắn UD tự lên được 3 star rồi đó. Riêng cái con UD này với là con set á thì lên được 3 star mình nghĩ là dễ nhất ở trong cái mùa năm mà luôn rồi đó, không nào dễ hơn được đâu. Thì tại sao mà anh em đưa ra ý tưởng này cho mình, với lại là tại sao mình lại làm nó? Thứ nhất á là con UD này nếu như mà anh em chưa biết á là chỉ có 40 mana gốc thôi nha. Nếu mà mang cái blue hắc ám này vào á thì nó sẽ được gọi là hồi một lúc 50 mana nếu như mà nó dưới 60% máu đó. Nên có nghĩa nó chỉ cần dưới 60% máu mang cái blue hắc ám này vào á là nó sẽ skill gọi là liên tục luôn, không có điểm dừng nha anh em ơi, và cũng không có delay luôn. Anh em có thấy nó sẽ skill liên tục á. Và skill con UD này á nó sẽ có hai dạng. Thứ nhất á là dạng hổ anh em, cào gây thêm sát thương với lại là đốt á. Còn một cái dạng đó là dạng rùa hay là dạng béo rồi đó, mình cũng quên mất ta. Dạng rùa hay sao anh em à, là nó sẽ búp dép với lại khi mà đánh á được tăng thêm máu đó. Nó cứ đổi dạng qua gì á, mà một lần đổi á nó lại kích hoạt được cái mình nội tạng một lần, nên nó cộng dồn nữa nha anh em ơi. Kiểu như là lúc đầu game á bật cái dạng báo lên cào đúng không, gây thêm sát thương đúng không, xong rồi bật tiếp cái dạng rùa được tăng dép, xong rồi đổ qua dạng báo tiếp cào, xong rồi ấy tiếp qua dạng rùa tăng dép được tiếp anh em ơi. Nói chung là dép tăng gọi là vô hạn luôn, và con này là cào sát thương cực lớn luôn. Đã từng có một khoảng thời gian á con UD này á nó đã cũng được làm meta rồi, nhưng mà sau nhiều ngày người ta test á không hiệu quả lắm anh em à, nên chắc là con này nó cũng không hot cho lắm. Với lại là yêu cầu đồ của con này nó rất là cao luôn. Muốn chơi con này anh em phải bắt buộc là có blue hắc ám với lại là có khăn giải thuật hắc ám nha, bắt buộc phải có hai món này luôn. Nên nhiều khi anh em chơi UD này đúng không, nó mạnh thì mạnh thật, nhưng mà nhiều khi nó bị stun tới chết á, hoặc là nó bị sốc đam á anh em à, thì mình mới cần là cái khăn hắc ám nè. Anh em thấy không, nó cứ đổi dạng á, đổi qua dạng hổ có dép, xong rồi dạng báo là có đam, à dạng rùa chứ, nhầm với dạng hổ với dạng báo hoài này mà. Anh em muốn làm gì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình làm hết từng cái một, từ cái dễ nhất đến cái khó nhất. Cảm ơn rất là nhiều. Chắc là chơi con UD này thì mình sẽ cố gắng kẹp nó với một là 5 long tộc, còn hai là 6 chiến binh đây nè. Cái này anh em nếu mà chơi cái trò này nhiều quá thì chắc anh em cũng đã biết là trong những ngày vừa qua là cái hệ chiến binh này là một cái hệ được spam với lại là được chơi rất là nhiều luôn. Yesu cũng mạnh nè, rồi Jack cũng mạnh nè, rồi thêm một UD nữa, giờ lòi ra thêm con Banton nữa. Cái con Chundo này hiện tại thì nó quá là lỗi nha anh em ơi, nên mình đọc thông tin ở đâu đó là nghe nói là phiên bản sau bị nép rồi, mày lỗi quá mà. Anh em xem UD nè, 60 mana. Ui, này một sao yếu quá anh em à. Đúng là một sao có cái giá của một sao. Chuyện này lên được 3 sao đi nó mới mạnh, chứ hai sao cũng chưa có mạnh lắm đâu. Không có tin được là roll thêm hai round liên tục rồi vẫn chưa thấy xuất hiện một con UD thứ hai. Cái này là chắc là phải chờ nổ trứng nó mới ra thôi, chứ tầm này cũng hơi vẻ đó anh em à. Chưa bây giờ mà thấy kiếm UD mà hai sao nên nó khổ như vậy. Hạ quả trứng nè, UD nè, ngon. Úi xời, UD 2 sao,
thêm một con UD nữa. Đó, mình nói rồi mà, Roll mặc dù nó không ra đúng không, nhưng mà chắc chắn chứng á, là kiểu gì nở cũng ra đây mà. Nên nếu như mà muốn chơi thử cái này á, thì em nên kèm với Long tộc nha, để cho áp chứng á, chắc chắn là sẽ ra được UD, lên được 3 sao cho nó sớm, cào cho nó sướng. Nhiều anh em bảo mình là cái này là UD URF đó, tại vì sai skill là không có điểm lộn, không có thời gian hồi chiêu á, với lại là không delay luôn. Reset à, không cần cho lắm. Không ra UD anh em mà Ron hơi bị ui. Vậy mình level 5 đấy. Game bị lỗi anh em. Level 5 đấy. Một phát ra ba con tướng 4 tiền mà hai con giống nhau. Ai da. Kênh của mình đã đăng rất là nhiều vid meta nè, cũng như là vid đồ dị hoặc là những thử thách đó. Nên nếu như mà anh em chưa xem á, thì có thể bấm lại phần video của mình đăng xem, ủng hộ cho mình nha. Tại vì có rất là nhiều vid mà mình làm thật sự chất lượng, cũng như là dùng hết tâm huyết vào á, mà có khi anh em chưa xem hoặc là anh em chưa thấy. Nên có gì anh em xem ủng hộ cho mình nhé. Thank you anh em nhiều. Với lại là cũng nhiều anh em kêu mình làm ý tưởng á, mà mình làm rồi mà anh em lại không biết. Nên có thể lên search YouTube nha. Đó, nó búp liên tục, đổi dạng liên tục anh em à, thấy không? Đó, 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 đổi dạng liên tục, mày, được chưa? Không delay nha anh em ơi, riêng con nào á, chứ con UD này anh em à, là nó xài skill là không delay luôn. Kiểu như là đổi dạng báo qua dạng rù rồi các kiểu á, là không có một chút delay luôn á, mắc nhanh. Mà mỗi khi mà đổi dạng á, anh em thấy không, là con UD này được một cái lớp giáp rất là bự. Đó chính là sức mạnh đó. Nên mình mới cần một cái khăn anh em à. Mặc dù là cái khăn này nó sẽ giảm máu tối đa của con UD này xuống một chút, nhưng mà được cái là miễn hiệu ứng vĩnh viễn. Miễn hiệu ứng vĩnh viễn này khá là ngon nha. Anh em nào muốn theo dõi thêm meta để leo rank cũng như là cách khắc chế những cái meta hot hiện tại thì cứ bấm follow cơ mình nha. Mình đang còn rất là nhiều ý tưởng về meta mà có thể gửi cho tất cả anh em. Tại vì mình làm cũng từ từ anh em à, làm vội vàng quá á, thì anh em xem anh em ngợp không test kịp á. Mình ghép được hai cái dây ke nè, cào là giờ mình như cái máy lụa luôn. Ây da, cái đậu xanh nó cào vô Siyu 3 sao này mà mình như cào vô đá nhờ anh em ơi. Mình Siyu 3 sao còn thêm 3 kỳ sĩ mà cào như cào cục sắt gì á, không mất máu nổi. Ô UD ngon quá. Mà sao trận này UD lên khó 3 sao á ta. Ủa mình thề với luôn á, cái trận này mà không chơi Long tộc với nha, mà không rớt được tầm 3 đến 4 con UD á là nãy giờ. UD 3 sao bằng cái niềm tin luôn. Bằng Ron khó về ta. Anh em tin được không? Con Yara này mình Ron có vài phát rồi, Ron lên được Yara 2 luôn. UD này mình vừa ấp trứng còn vừa Ron nó không lên được trời. Hình như là chắc có nhiều người chơi UD quá sao anh em ơi. Ông này cũng chơi nè. UD cũng 6 con như mình nè. Ủa gặp mày là con Vcod đang hot trend như này. Cái con Vcod này đang là top 1. Không phải top 1 mạnh nhất nha em ơi, mà top 1 nhiều người chơi nhất. Tại vì nó vừa dễ chơi, với lại là nó quá mạnh đi. Còn mạnh nhất hiện tại vẫn là Kayle nè mà, nhưng mà cái bài đó cực kỳ khó chơi. Còn riêng con Vcod này má mày vừa mạnh nó vừa dễ chơi thì mày chạy spam anh em ơi. Đang được gọi là sử dụng rất là nhiều ở các rank cũng như là các nước khác nhau á. Bà đang được xài nhiều nhất đó nha, xài nhiều nhất luôn. Cái này thì khó thế nhờ, không biết lấy đồ gì luôn á anh em à. Không biết lấy đồ gì luôn á, có một cái gậy thôi, lấy đại đi, cũng không cần biết lấy đồ gì chơi lắm. Ok, ghép đại luôn anh em ơi. Nghĩ là chỉ cần hai cái món đồ kia là đủ rồi, còn món đồ thứ ba là tùy vào anh em mà, tùy vào anh em còn cái gì với lại là có thể ghép được cái gì thì ghép thôi. Còn mình nghĩ là hai cái đồ bắt buộc là phải có cái khăn với lại nước mắt, khăn với lại là blue hắc ám. Hái mày Ron không ra được một con UD anh em ơi.
game này nó bị lỗi rồi. Nhiều khi anh em bảo mình hơn chứ, hơn không thấy đâu, thấy toàn roll không lên được con 3 sao nè. Một tiền đó nha, ra 4.5 rồi. Roll từ lúc đầu đến giờ, vừa áp trứng vừa roll à, mà từ ra 3 chấm mấy tới ra 4.5 luôn. Không lên được 3, được chưa? Đỉnh thật chưa? Đó, xài skill liên tục. Ây cái đậu xanh đó mà mình đã chó một phát cúc luôn. Cho tôi con u đi ba sao. Trời ơi. À nó mà không ra sớm mà mình cúp qua này em ơi. Máu lúc đầu game là mình đã fix máu mình lấy đồ á. Tại vì mấy cái đồ này là toàn đồ hot không mà, với lại là nó còn phải có một cái đồ hắc ám các kiểu nữa, nên phải đi chợ lựa mới có, chứ để nó tự ra cũng không có. Đây rồi, hai con UD nữa nào, hai con nữa thôi. Mày mày rồi không ra một con thiệt anh em ơi, thật luôn á chứ, có phải đùa anh em đâu. Có phải đùa với anh em đâu, rồi không ra được một con nè. Trời ơi, lạy luôn á, thật. Ôi ô ô ô ai à ai à, mày mày game đủ tôi à, game đủ tôi à, cúp rồi. Bất lực thật anh em, mà bất lực thật sự, không có gì nó nên lời nữa rồi. Quả này là chỉ có FF thôi, còn trứng nè anh em, mà còn một quả trứng nè. Mày mày rau xấu nổ ra UD thì chơi tiếp nha, còn không là FF luôn á. Quả này roll kìa, xui chưa anh em, nào bảo anh em xui nữa đâu, xem video này trước khi nói nha. Xui vãi chày. Ui cuối cùng anh em ơi, cuối cùng anh em ơi, khổ. Chưa bao giờ mà nói thiệt với anh em, là mình thề với anh em luôn á, là chưa bao giờ mình roll một con tướng mà đó lại là con UD nữa nha. UD nữa để được 3 sao mà nó khó đến như vậy. Nếu nãy giờ mình đếm không nhầm á, là con UD nó rớt từ quả trứng á, là phải là 5 con. Là tổng tướng mà mình roll nó được có 4 con à. Không tính là một con tự ra nha, là còn có 3 con à. Roll từ ra 3.1 hay sao á, tới ra 4.7. Được thêm con 3 con UD anh em à. Nếu mà không tính là trứng rớt được 3 con là đỉnh cao thật. Rồi ok đấy, đội hình nói chung là cũng tạm anh em ơi. Ok kích cái búp nốt cái nha, ghép đồ luôn đi chứ tầm này là cũng hơi vẻ anh em à, tầm này là cũng hơi vẻ ấy, được cái gì xà cái đó thôi. UD mà giờ mà không gánh được tem á là coi như quyết định của mình là sai lầm, còn nếu như mà nó carry được cái game này á thì là đúng. À level 8 à, 30 tiền nè. UD anh tin tưởng chú mày. Ôi hợp lý, hợp lý, tin tưởng đúng người. Coi Z nó búp liên tục kìa. Ơ ơ anh em ơi, xem rồi kiểu như là nó xuống 60% máu á, là nó cứ búp hoài gì rồi, mặc dù là không còn ai đánh nữa rồi. Mày mày nó búp cây dép mà full luôn, nhìn hài thật sự. Tại vì con UD này á là cái lượng mana gốc của nó là chỉ có 40 thôi nha, còn riêng cái blue hắc ám này á, nếu như mà lượng máu nó dưới 60% máu á thì một phát nó hồi là 50 mana. Nó sẽ còn dư là tổng 10 mana luôn cho con UD này xài thỏa thích anh em à. Ok, hai cái gì kia rồi, đồ UD mình nghĩ là đồ chuẩn nhất có thể luôn rồi đó. Blue hắc ám với là khăn giải thuật hắc ám và thêm một cái tăng sức mạnh phép thuật vô hạn. Đó. Nó càng gồng skill là nó càng mạnh nha anh em. Gánh được. Ok, lên được UD3 cái đẹp trai liền anh em. Trời ơi, mày mày ông này vừa la.
Sorakaba đang Nuli và Lang Bay nữa thì sao kìa. Trận này có mấy ông chơi dị thế nhờ. Thật. Nhìn mấy ông kia chơi dị vãi đai. Mai mày cũng hơn anh em mà roll được cái dàn tướng chiến binh này cũng full 2 sao rồi. Còn con dắt à. Con dắt thì lên được 2 sao nữa là đẹp. Không phải thôi. 22 máu à, 22 máu mà tầm rau 5 này thì thu được tầm thêm 2 trận nữa nha. Thu được tầm thêm 2 trận nữa là cúp luôn. Trời ơi, má mày, 4 kỳ sĩ, Sijuni 3 sao, vuốt rồng nữa, thắng nổ hơn ta. Ông này hết Karim sắp 3 luôn mà. Ủa được quá anh em ơi, chung đồ hút phát gần chết luôn kìa. Nice Nice tưởng như thế nào, Siju cũng mạnh. Mày mày chung đồ hút một phát, Siju sắp chết luôn. Dễ vãi. Này là cái gì ta? Ủa thiết giáp ngon nè. Mà gãy lóc cũng ngon nha. Gãy lóc và thiết giáp các kiểu. Ui mất thiết giáp mất tiêu rồi. Ây à, gãy lóc thôi đây em ơi. Mình tính là lấy cái thiết giáp đó. Mất rồi thì lấy gãy lóc thôi. Tại vì trận này là chỉ có một ông đến hai ông là chơi phép à. Còn nhiêu ông là chơi đam hết. Ba thiết giáp là level 7 là hơi bị mắc binh đấy. Đồ lông là phải lên level 8 mới đủ. Nếu mà bỏ thiết giáp ra nè. Nếu mà muốn 4 đồ lông thì phải là level 8 với lại là bỏ bớt Nautilus ra mới đủ anh em ạ. Mà giờ kiếm vừa The Raven, alo, vừa Dana, vừa là con Border Caster 4 tiền hết. Kiếm hơi khó. Ông này áp trứng nè. Ông này cũng áp trứng nè. Ủa ông cái level 9 rồi. Ủa gớm mồm đi. Ôi ông này cũng ghê quá vậy. Đánh với ông này mà không có khăn là chết đó nha anh em. Thôi là mình có. Ok. Anh em xem con Udi kìa. Nó cái stun liên tục kìa anh em. Nó cái tăng giáp liên tục kìa. Nhìn hài chưa. Đó, kiểu như là nếu như mà nó được đánh á, nó được chơi á thì nó cứ biến dạng hổ với lại là dạng rùa hoài à. Cứ có giáp với lại là có sắc thân tay liên tục. Mạnh lắm. Giờ tích tiền lên level 8 thôi. Ủa, con được nè. Đúng rồi. Thể sức mạnh liền anh em. Giết hộ cái. Coi giáp kìa đây. Coi giáp UD kìa. Má. Vải trưởng chưa coi giáp đó kìa. Coi giáp đó kìa. Mà em đừng quên là con UD này nó đang mang là cái quyền trưởng thiên thần nha. Là mỗi khi nó xài skill nó lại được tăng thêm sức mạnh phép thuật nha anh em. Nên hồi nãy em có thể thấy là con Vecot 2 sao kia full máu, UD nó cào là cái dạng hổ, một phát thôi là cút luôn thấy không? Tại vì nó tăng quá nhiều sức mạnh đi. À, cái này là mình còn chưa bỏ là 4 đồ lông vào à. Chưa bỏ đó. Bỏ thêm nữa thì sao trời. 4 đồ lông nó tăng thêm sức mạnh phép thuật ghê lắm. Này thần sứ không? Mà cho mình tấu hài à. Cũng búp được thêm một cái búp anh em à, nhưng mà nó hơi dở một tí. Tạm vào thôi, tạm vào thôi.
Ủa dắt 2 nè. Lóc đại rồi em. Lóc đại rồi. Ủa mấy Audi nó mạnh vãi đái à. Thật. Wow. Mạnh kinh khủng luôn á anh em. Thôi bông chun đồ nó búp hai gì kia nó kèo ghê thật. Không ra một con Dana, không ra một con Model Kaiser luôn. Hồi nãy mình thấy cái ông kia là cũng 4 con Dana rồi sao anh em à. Cũng 4-5 con Dana rồi. Sao trận này nên bay sao nhiều dữ người ta. Ông này Liberlang, Vela, Soraka 3, con kia sắp 3 luôn kìa. Ông tôi cái kiểu á, Listen the Ra cũng sắp 3 luôn à. Vãi trưởng á. Khó thế. Hất tung lên cái coi. Ủa gặp cái ông này hả? Ai ai à. Ui. Đồ Brian kìa anh em. Áp trứng cũng mạnh, áp trứng cũng mạnh. Nói cái trận này con UD của mình nó đồ chuẩn quá. Trận này con UD của mình nó đồ chuẩn, nó xuống nó khó xuống máu anh em à. Con chun đồ nó búp hai dây kia mạnh vãi trưởng á. À, con chun đồ nó búp hai dây kia nó kèo ghê thật. Khó xuống máu lắm anh em. Tại vì với cái đồ như thế này mà 3 sao nữa con UD nó búp một phát thôi là một khúc giáp rồi anh em à. Một khúc giáp rồi. Khó giết quá. Ra Model Kaiser được tận 2 con mà không có con Dana mới cày. Cái này chun đồ hút con nào cũng được. Chun đồ hút Siju hay là hút cái Karim cũng được. Cho lóc lên tí đi anh em. Bay lên nào, bay lên nào. À, con UD kèo nổ không ta? Có vút rồng châu cái gì? Nổi xét nữa chứ. Ui, chun đồ lỗi thật sự á. Mình thì cũng muốn để con UD một mình nó chơi nó con hết anh em ơi. Nhưng mà riêng cái con này thì máu rất là giấy. Sợ để mình nó chơi nó tự sốc đam nó chết luôn á. Chưa kịp quẩy đâu. Nên bắt buộc là phải có cái dàn tăng ở trên cùng chống với nó nha. Chứ để một mình nó tăng hết đó là chắc chắn là không chịu nổi anh em ơi. Mình cũng muốn để thử chứ. Mà giờ máu như này thì nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Thua một phát giờ cút luôn anh em ơi. Rau 6.5 rồi. Giờ còn riêng con bé thôi á. Riêng con bé hiện tại thôi. Nó trừ máu phải gọi là vải đá rồi. Chưa tính tới tướng. Rồi 4 đồ long vào nè. Bây giờ thì nó còn mạnh hơn nữa. Nó còn mạnh hơn nữa. Mấy cái ông này nhìn gớm quá gì. Nóc tuôn sắp 3. Listerai sắp 3 luôn. Cái này thì cho cho đại thôi em ơi. Con nào cầm cũng được. Úi xồi ôi. Nóc tuôn một con nữa 3 cả. UD em ơi. UD em ơi. Úi xời. Ai à, ai à, ai à, ai à, ai à. Không ổn, không ổn. Mấy con Liberlang đem ảo quá gì. Phải kẹp bí ẩn thôi anh em. Mấy Liberlang đem kìa anh em. Vãi đái à, bắt buộc phải kẹp bí ẩn nha. Mạnh quá à. À thằng này nó gáy với mình anh em à. Nó ghi là chấp một tôn kìa. Chấp một tôn kìa. Gây cay chưa. Bố mày. Rồi cứ chấp đi con. Ta mà kẹp bí ẩn vào thì con. Ủa chấp một tôn thiệt anh em à. À à à à. Muốn chấp một tôn chứ gì. Được. Được.
cũng hổ báo đấy. Mày hơi láo rồi đấy, con trai à. Ok, cứ chấp đi bạn ơi, thoải mái nha. Cảm ơn bạn luôn. Chưa tháng nào láo gì anh em mà, chưa tháng nào láo gì. À, nó đổi chấp mình tuôn. À, chấp một tuôn mua nóc tuôn. Được. Rồi, cái tuôn sau bạn bỏ cái đội hình chính của bạn vào, xem thứ nào ăn là biết liền. Hồi nãy mình thua là do mình không kịp bí ẩn thôi. Chứ giờ kịp bí ẩn vào UD này mà không bị sốc đam chết nữa nha, mình thiệt với anh em á. Nó kèo. Kèo từng đứa luôn. Trận này mình xui là không roll được UD bay sớm á, thôi là mình lên level 9 á. Kẹp được nhiều búp hơn nữa. Giết hộ bố mày nè, rồi con cha này gáy hơi sâu, gáy hơi sâu con lợn này. Mẹ mày. Ba cái gì kia nhà này mày. Ba cái gì kia cộng với UD bay sao đồ chuẩn thì thua là chỉ có game nhái thôi. Đang roll nốt Lulu hai cái anh em. Ừ, có này nhưng mà cái đậu xanh đó, cay chưa? Bay lên nào, bay lên nào, nào mình cùng bay lên. Hồ nãy không lóc được chứ giờ lóc được là cúc nha con trai. Cô đi kèo đi em, ba cái gì kia đó, ba cái gì kia đó anh em. Kèo tiếp. Rồi bật chế độ Super Saiyan lên rồi nè. Thích láo không? Mấy nhóc con này dạo này anh chị. Con chị láo thế nhờ. Láo thế nhờ. Ok và GG tất cả nha, tạm biệt em, hẹn lần sau nha. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.